dấu hiệu chia hết cho 11. Các số có tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ đi tổng các chữ số ở vị trí chẵn, hoặc ngược lại, chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11. Nghĩa là thế nào? Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là tổng các chữ số ở vị trí chẵn trừ đi tổng các chữ số ở vị trí lẻ mà được số chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11. Chúng ta sẽ cùng thử các số sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chữ số ở vị trí lẻ là như thế nào, chữ số ở vị trí chẵn là như thế nào. Ta có số 2871 thì theo thứ tự này, ở đây là chữ số thứ nhất, chữ số thứ hai, chữ số thứ ba, chữ số thứ tư. Thì ta lấy các chữ số ở vị trí lẻ 13579 trừ đi các tổng chữ số ở vị trí chẵn là 2468 vân vân. Thì ta có này, có 2 cộng 7 thì bằng 9 trừ đi 8 cộng 1 thì bằng 9. Vậy thì ý hiệu này sẽ bằng 0. Ta có là hai cộng bảy trừ đi tám cộng một là 9 trừ 9 thì bằng 0. Vì 0 chia hết cho 11 nên số 2871 chia hết cho 11. Số 91828 thì chúng ta cùng phân tích vị trí của nó này. Các chữ số ở vị trí lẻ là gồm có 9, 8 và 8. Các chữ số ở vị trí chẵn là 1 và 2. Đó, ta thấy này. Vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba, vị trí thứ tư, vị trí thứ năm. Thì ta có là có này. Ta thấy 9 cộng 8 cộng 8 thì bằng 25 trừ đi 1 cộng 2 cộng 3, phải 25 trừ 3 thì bằng 22, và 22 chia hết cho 11. Do đó số 91828 cũng chia hết cho 11. Ta có 22 chia hết cho 11 nên 91828 chia hết cho 11. Tương tự, các em hãy tính xem là số 325.479 có chia hết cho 11 không, và comment kết quả của mình xuống phần bình luận của video này. Các em thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ để lưu lại và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn lại các em.